Okay, so today we're going to talk about how to pre-record the Knong-Sapadati-Bay that we use the linear equation, graphing, and variation. So my can linear, can song graph, hay nâng can bom rule, sắp sang tờ lửa x, hay nâng ai y. Hay nâng cứ chơi content bà bộ dớn, tí mũi dớn nâng riêng tờ lửa coordinate plan, coordinate plan, hay mũi tiết slope and rate of change, mê con prap tức, hay nâng ảnh ra này ca plak đố, hay chân cao bỏ dớn nâng cứ practice exercise. Nhi cứ chơi learning objective bỏ dớn, chân và tòa bì riêng session mũi nâng hói nhận ổn hết thời chơi ekik là. Tí mũi plot all the pairs on the coordinate plan. Chân dân thời chơi cú, đồng lại x nâng đồng lại y kết nâng lưu coordinate plan. Hay tí bì identify the four quadrant. Chân cứ dân mình buôn cặp trắng nơi lại nâng đại dương thử sắc xà chân cặp trăng thọm đá dương sắc xà từ lửa ax hay nâng ax y chân này càng cặp trăng tìm môi cặp trăng tìm pi cặp trăng tìm bay nâng cặp trăng tìm buồn hai mũi tiết cứ yul tha tao vậy tới cứ chia slope đại dương hai tham mê côn prap tư nâng hai tầm nhẹ tầm nón rồi viên ạch ra này cả lạc đồ hai chân cài nó cứ determine the slope of a line given kẹn nha mê côn prap tư đã thật nơi lơ bật toát mũi để ao đòi graph chân chân bước coordinate plan nơi khnông lạc khăn khá tiết cư kê ao chung mô tha Cartesian plan chân cư việc đôi khnê thì cái lấy nít đôi dân ở khnê ban khởi chân chân bước coordinate plan cư viên miên solid horizontal number line viên miên ạ đế khả năng ạ chô ạ đế dân hai tha horizontal axis hay ạ chô dân hai tha vertical axis hai chùm nọt cái đá xôn cắt khả năng cư dân hai tha origin mấy cư chìa mê con prap tử khi mà chùm nuốn đài prap dớn ôi dân nghe xuống được nông ca rock slope rồi mùi có mê con prap tử nâng chân cư viên xâm khăn khá là mạnh tên đài dân thở đăng lạc khả năng tầng ọt nâng dân thở vô là tha hạt ấy bàn chìa dân thở chùm bạch rock vía hay dân thở đăng tha ta dân rock vía đặc biệt mệt chân chìa tu tới slope rồi mùi có mê con prap tử dân tăng đòi xó ấm vì sma tên nâng bầm ra bầm rúa nâng lượng ai y kết chạy gọi bầm ra bầm rúa nâng ai y hai mì giang vinh tiết ưu tự hò mùi ưu tự hò thay nẹ tỏa khniết phô đầm nà từ lửa plug hai về mùi đại bạc bò đòi lửa bướn hoặc sập mát nông mùi ào nhưng chân change direction change distance cư hoặc sập chạy gọi xôn bổ ấy xôn cư chia dạ chùm ngài đa mùi để dân ngọt toàn bàn phô đầm nà hay dạ bê xa rốt hay bầm ra bầm rúa bỏ viết cư mùi đọa chân mê con prap tư cái lại nâng cư dân sma tình nâng học sắp chạy gọi mùi chân ảnh nâng cư chia chùm nọt mũi đại dương thật đần thòm đá nợ bê đại dương sạch sang từ lửa ca phơ đầm ná lập bướn chân nợ bê đại dương ở toàn chanh đầm ná cư lửa bướn bảo dương sma sôn dạ bê bảo dương cư sma sôn được khỉa chân ảnh nâng cư dân ai rộng mê con prap tư bàn đòi dột bầm ra bầm rúa này chùm ngài chó chạy gọi bầm ra bầm rúa này dạ bê hay chùm buông mê con prap tư phong đá bởi xanh chìa dương dột tập ra được không hay sai anh vấn dân cả lấy từ mưa ca rau cầm hạp đã thật nơi khôn để dạp bề mũi đỏ chạy lẽ nơi lượng ai cả đấy hay nâng ai chân dân rau cầm hạp ở mê con cầm hạp chân bà xanh thì dân trong rau mê con prap tứ ấm smart thì nâng change in concentration bầm ra bầm rùa cầm hạp chạy gọi bầm ra bầm rùa để dạp bề nơi khôn lạc khăn khát mê con prap tứ cứ đo bò miền ở dân đăng ẩm bì ạ trá nơi ca prap rùa cầm hạp nơi lượng dạp bề nà mùi chân ngặt ra nơi ca prai pro cầm hạp nơi lời dạy bê nà mùi nâng cư prai tra mệnh tế nơi khăn ông tì bì sao nơi khăn ông hai xoài ân bà phụ dự dương sắc xa từ lời cầm hạp tháng năm ấy nâng cư sạch tài thở ca rột mê côn prap tư rột bò tháng năm mùi nâng đại vì thật nơi khăn ông cầm hạp mùi đỏ chạy lẹ bầm ra bầm rô cầm hạp mùi đỏ chạy lẹ nơi lời dạy bê mùi hiện trang cư dương prai nơi khăn ông medication in bloodstream cho đón chìm hay nơi khăn ông nụ phong đá ca rộng mê con prap tức cư via bằng hai nhỏ dương đăng ẩm bì ca sắc xa từ lửa bằng toát linear mũi bằng toát tròn mũi chân à strength là những cư via refer to linear graph chân graph đại miên bằng toát tròn nâng via cư chia sau mấy ca bằng toát đại miên riêng chia linear nì đôi tình ổng nghiệp bàn khởi chân ưu tự hò mũi kỳ đã thè determine the slope of the graph via the concentration half unit of milligram per decimeter. Cái này ní, ạ đế cư tăng ỏi dạ bế, ạ chô tăng ỏi cầm hạp khnạt kịch chìa milligram nực nông mũi decilitre. Hay ạ bò khiu nâng bia cư chìa bằng toát linear. Hay tí mũi đầm bay đọc sài việc bán dương thờ cầm nọt sần, dương thờ cầm nọt chùm nọt bì
ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទីតាំងលេខ1អញ្ចឹងលេខ1បើសិនជាយើងតម្លាក់ទៅលើអដេកវាស្មើទៅនឹង1តម្លាក់ទៅលើអឈរស្មើ2អញ្ចឹង horizontal របស់វាគឺស្មើ1 vertical របស់វាគឺស្មើ2ហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងយកលេខ2យើងតម្លាក់ទៅលើអដេកស្មើ2តម្លាក់ទៅលើអឈរស្មើ4អាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដៅចំណុច2សិនដើម្បីឲ្យរកឃើញបំរែបំរួល x ហើយនឹងបំរែបំរួល y ហើយចំណុចទី2នៅត្រង់ចំណុច1 2ចឹងគឺយើងអាចគូសវាបន្តទៅទៀតបានដោយយើងគូសពីលេខ1ទៅតាមអ vertical ទៅដល់លេខ4ហើយកន្លែងលេខ4ហ្នឹងយើងគូសតាម horizontal គឺបាន1ប្រឡោះចឹងមានន័យថាតម្លៃរបស់យើងគឺយើងទៅលើបាន2ហើយទៅខាងតាមអដេកបាន1បើសិនជាយើងចង់រកបំរែបំរួលនៃកំហាប់នៅក្នុង2ចំណុចហ្នឹងចឹងតើយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចចឹងគឺយើងយកបំរែបំរួល y ចែកឲ្យបំរែបំរួល x មកស្មើ2ចែកឲ្យ1ស្មើ1អញ្ចឹងមានន័យថាមេគុណប្រាប់ទិសគឺវាស្មើទៅនឹង2អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាបង្ហាញថាកំហាប់គឺវាផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរយៈពេល2មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រជារៀងរាល់វិនាទីម្ដងហើយនេះគឺជាចំណាំមួយនៅពេលដែលបន្ទាត់ត្រង់វាកើនទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងគឺវាមាន positive slope មានគុណប្រាប់ទិសរបស់វាវិជ្ជមានហើយនៅក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនជាកំហាប់របស់វាកើនចុះក្នុងរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគ្រប់ខ្សែកោងទាំងអស់គឺវាកើនទៅខាងស្ដាំហើយបរិមាណរបស់វាដែលវាកើនហ្នឹងគឺវាកើនទៅខាង y អញ្ចឹងបើសិនជា y កើនអញ្ចឹងបរិមាណរបស់ x ក៏កើនដូចគ្នាហើយនេះគឺការគណនាទៅលើមានគុណប្រាប់ទិសដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ត្រង់រវាងពីរចំណុចនេះបន្ទាត់ត្រង់របស់យើងគឺគេឲ្យឧទាហរណ៍មួយ on the number line below if the unit are fit អញ្ចឹងប្រវែងរបស់វាគិតជា fit ចន្លោះពីសួរថាតើប្រវែងចន្លោះពី3ទៅ7ស្មើទៅនឹងប្រមាណអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅដើម្បីរកចម្ងាយចន្លោះពី3ទៅ7ហ្នឹងគឺយើងយក7ដល់3មកវាស្មើទៅនឹង4អញ្ចឹង distance របស់វាគឺស្មើទៅនឹង4 feet ឬមួយក៏មួយទៀតយើងអាចយកបំរែបំរួល y ចែកឲ្យបងអាចបានយើងអាចរកមេគុណប្រាប់ទិស B ណាឧទាហរណ៍មួយគេឲ្យយើងរកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ត្រង់មួយដែលវាមាន2ចំណុចចំណុច1គឺ2 4ចំណុច1ទៀត3 7អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីរកវាបានទី1យើងត្រូវចេះ label the point ចំណុច2 4ហើយនឹង3 7ហ្នឹងយើងទាញបានអីគេខ្លះអញ្ចឹង2 4 2គឺជា x 1 4គឺជា y 1 3គឺជា x 2 7គឺជា y អញ្ចឹងយើង applyមេគុណប្រាប់ទិសមកអញ្ចឹង m ស្មើ data y នឹង data x អញ្ចឹងយើងបាន7ដល់4ចែកឲ្យ3ដល់2វាស្មើទៅនឹង3ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុង IV drop ឧបករណ៍យើងព្យួរសេរ៉ូមមួយណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបានតែងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ព្យួរសេរ៉ូមឲ្យអ្នកជំងឺនៅក្នុងពេលនឹងផងដែរគឺឧបករណ៍ដែលយើងព្យួរសេរ៉ូមហ្នឹងឧបករណ៍នេះនៅខាងក្បាលវាតក់តក់អស់អញ្ចឹងគឺវាអាច contain បាន1000 ml នៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងក្រោយមកIV drop ហ្នឹងគឺវានៅសល់តែបរិមាណ750 ml ទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកអត្រានៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ result ហ្នឹងដើម្បី predict ថាតើ how many ml will be in the IV bag after 5 hour អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកឃើញហើយគេឲ្យយើងទាយមើលថាតើរយៈពេល5ម៉ោងក្រោយមកសរុបដែលមាននៅក្នុង IV drop ហ្នឹងវានៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរកកម្ដៅកំណត់2សិនអញ្ចឹងកំណត់ចំណុច2ដែលយើងដៅបានធម្មតា IV drop នៅពេលដែលយើងអត់តន់ដាក់សរុបបញ្ចូលអីទាំងអស់គឺវាស្មើ0អញ្ចឹងយើងដៅបាន0ហើយនឹង1000 ml ហើយរយៈពេល2ម៉ោងក្រោយមកគឺវានៅសល់តែ750 ml ទេអញ្ចឹងនេះដើម្បីរក slope គឺយើង label វា2មក0គឺជា x1 1000គឺជា y 1ហើយមកខាងទៀត2ម៉ោងក្រោយមកនឹង2គឺជា x2 ហើយ750វាជា y2 អញ្ចឹងដើម្បីរកមេគុណប្រាប់ទិសគឺយើងយកបំរែបំរួល data y ចែកឲ្យ data x អញ្ចឹងយើងបានទៅជា750ដល់1000ចែកឲ្យ2ដល់0អញ្ចឹងយើងបានចម្លើយគឺដល់125 ml ក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះសរុបវាស្រក់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអស់1000អស់125 ml អញ្ចឹងរីសាលហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមាត្ររបស់វាគឺត្រូវបានថយចុះហើយបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាតើមាត្ររបស់វាបន្ទាប់ពីរយៈពេលតេស្មើទៅនឹងប្រមាណអញ្ចឹងយើងបានសម័យកាលមួយវេស្មើទៅនឹង1000ដល់125តេអញ្ច
chân bà xanh chia rồi dạ, bèo tê pram mong kroi mọc, dân dọc tê xe mà pram tê chùm nuốt, chân dân khơi mà bón đọ cùng mùi rồi mà phay pram, chân cái xe mà tê nâng bay rối chất sập pram millilit, chân bà này thà rồi dạ, bèo pram mong cư sở rốm, sợ ổ cùng mùi rồi mà phay pram millilit, hai viên này xoá bay rồi chất sập pram millilit, nơi khăn ông chùm nọ. Đã mập bọn mê lịch nâng. Ông quân chả nè tỏ ọc nế xâm rạp ca mơ pre-record video mùi nâng mà xin chìa miên trong ngọt ấy nè tỏ ọc nế à bị phía xa nơi khăn ông thân ạc bàn.